Rồi, hôm nay thằng em mới chạy qua mua nguyên một bộ 65 viên viên hoặc là có về có thể tính lên nhanh cộng luôn, cho nên mình bán nguyên cái bộ này. Đầu thì chưa gia công, cho nên là cho ngày em về theo gia công phá chảo khúc xả đồ theo ý thợ của người em ha. Thì ở đây mình bán nguyên cái cơm set như trên hình vậy cho em trai đó, 65 viên viên á là chỉ có 6.7 triệu phải không em? Dạ 6.7 triệu. Thì ở đây anh đã tính được cho em cái lò xo với bộ chén chiều cao theo bộ xúc bắp ha. Rồi về em chỉ việc bố vô đó. Rồi một cây cam phớt anh em ha. Rồi một cặp cò theo đầu superhead đó, cặp cò này rất là bền, cò này là cò hồng nha. Rồi bộ trái này á, thì mình bán bộ trái mình này đã móc sẵn theo cái xúc bắp là 23-26 luôn đó. Đầu này là hết size cho 65 đó, 23-26 lên là không có bị cấn trái đó, đi cam 7 ly không đổi xuống được. Rồi một cái co số 8 của TA, một miếng ron này ron xịn sò nha đó, nó chiều cao nó rất là ok, nó không bị quá mỏng đó, nhưng mà cái chiều cao này mình đã tính rồi. Đấy. Rồi cái lò xo đầu này thì bao em chơi clip cam từ 10.5 đổ xuống luôn, cho nên là clip cam của anh đưa cũng nhỏ chứ không lớn. Người mốt có muốn mắm dấu thì đưa cam gối cao lên nha. Còn là lòng này là lòng TA mẫu mới luôn nha anh em đó, đóng chữ TA nè, thấy không? Rồi ok, bạc rít đài lon ắc khoe gài đồ kia đầy đủ rồi, chốt.